Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và tôi cũng mong rằng đây là một câu chuyện hay, ý nghĩa để cô chú anh chị cùng lắng nghe, chia sẻ, bình luận về câu chuyện này. Và lời đầu tiên tôi không quên chúc cô chú anh chị luôn luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Sau đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Chồng mất từ 3 năm trước mà vợ vẫn sinh 3 đứa con giống anh như đúc và bí mật phía sau. Nhẫn nhục chịu đựng tiếng xấu không chồng mà chửa sòn sòn như thế. Thư không biết chia sẻ, giải bày cùng ai cho đến ngày giỗ chồng thì bí mật mới được hé lộ khi mẹ chồng làm việc này. Kể từ ngày Huấn mất vì ung thư đến nay cũng đã được hơn 3 năm rồi. Trong 3 năm qua, vợ Huấn, Thư lại đẻ sòn sòn 3 đứa con. Trong 3 năm khiến ai cũng ngờ vực về những đứa trẻ đó. Và điều kỳ lạ hơn cả là 3 đứa con của Thư lại giống Huấn y như đúc, khiến ai cũng ngỡ ngàng và khó hiểu vô cùng. Nhà chồng Thư thì cứ lồng lộn lên vì con dâu không chồng mà chữa. Nhưng cứ nhìn thấy 3 đứa cháu giống con trai mình như đúc, họ không biết đổ tội ngoại tình cho con dâu như thế nào. Nhiều người chỉ tai nhau bàn tán rằng chắc Huấn mất Thư ngủ với anh trai chồng nên mới có thai và đẻ ra 3 đứa con y như đúc vậy. Ai đời, chồng vừa mất Thư đã có bầu, lại còn bầu đôi nữa chứ. Đẻ được hơn 1 năm lại bầu làm thằng cu nữa khiến ai cũng hoảng hốt. Cũng vì điều đó mà Thư bị mọi người châm chọc, chế nhiễu là loại vợ hư hỏng. Chồng mất cái là đàng điếm hú hí với anh chồng, làm chuyện động trời ngay được. Tình ngay lý gian, anh trai Huấn cũng không biết giải thích như thế nào, khiến rắc rối càng trở nên rắc rối hơn. Và từ ngày Thư mang bầu sau khi chồng mất, cô bị nhà chồng đuổi đi, ôm bụng bầu ra thuê một căn nhà trọ giá rẻ để ở. Cuộc sống của Thư khó khăn lắm, nhưng để vượt qua tất cả điều đó là vào nhờ mấy đứa con của Thư. Chính chúng là động lực sức mạnh để cô sống tiếp và để đối mặt với những điều tiếng xấu về mình. Nhà bố mẹ đẻ Thư ở xa nên thi thoảng ông bà lên chơi với cháu thôi. Nhìn con gái tội nghiệp một mình nuôi 3 đứa con mà ông bà thương lắm. Tuy không đỡ đần được con gái nhiều, nhưng tháng nào ông bà cũng gửi 5 triệu lên cho con gái tiêu pha. Ngậm đắng nuốt cay khi bị thiên hạ chửi bới không ra chỉ, nhà chồng ghét bỏ, thậm chí còn cấm bước chân vào nhà, Thư buồn lắm. Lúc nào cô cũng ôm con nhìn di ảnh của chồng mà rớt nước mắt đau đớn. Giá như có thể, có chỉ muốn chết theo chồng cho rảnh nợ. Nhưng vì con cô vẫn phải tiếp tục sống, đạp dư luận để nuôi 3 đứa con nhỏ của mình. Thế rồi đến ngày giỗ của Huấn, Thư bồng bế 3 đứa con về nhà mẹ chồng, xin vào thắp nén nhang cho chồng. Nhưng bị cả nhà chồng xua đuổi, họ không chấp nhận một đứa con dâu, chồng vừa mất, một cái đã đẻ sòn sòn 3 đứa con như vậy. Thế rồi, chính người anh chồng lại xin cho mẹ con Thư được vào thắp nén nhang cho Huấn. Đứng trước bàn thờ chồng, Thư bật khóc nức nở, nỗi nhớ chồng lại ùa về. Và nỗi đau mất anh khi vừa mới kết hôn được 2 năm khiến Thư đau đớn vô cùng. Đẩy Thư ngã ra đất, mẹ chồng tiến sát tới bát hương rút nén nhang của Thư ném ra ngoài, khiến bao người choáng váng vì hành động của bà. Thế rồi chân nhang lôi cả một mảnh giấy chân nhang khác lên để lại trơ trụi một bát hương không.
Thấy điều bất thường đó, mẹ Huấn liền nhìn vào bát hương rồi tá hỏa, thấy một tờ giấy được gấp cẩn thận trong túi ni lông. Tưởng buông ngại gì, mẹ Huấn run rẩy mở ra xem trước sự nín thở của bao người. Vừa đọc nội dung bên trong, mặt bà bỗng biến sắc, nhìn về phía ba đứa con của Thư, miệng ú ớ. Thư, có phải ba đứa này con ruột của thằng Huấn ư? Vâng, nó là con anh Huấn mẹ ạ. Có phải trước khi mất thằng Huấn đã gửi tinh trùng lại bệnh viện và sau khi mất con đã đi thụ tinh nhân tạo? Và ba đứa trẻ này là món quà thằng Huấn để lại không? Vâng, nhưng sao mẹ lại biết được bí mật này vậy? Đây, thằng Huấn nó để lại di chúc giấu trong bát hương đây. Mọi người đọc xem đi, nét chữ này đúng là của thằng Huấn con tôi rồi. Ừ, đây là nét chữ của thằng Huấn mà. Cái thằng này cũng khôn đáo để, nhưng sao nó lại giấu giếm chuyện này đi? Cả con Thư nữa, sao không nói cho mọi người biết để xảy ra đến cơ sự như thế này? Dạ, con có nói thì mọi người cũng không tin đâu ạ. Thế nên con chọn im lặng và chấp nhận để tập trung chăm ba đứa nhỏ thật tốt. Anh Huấn đi rồi, con muốn thay anh ấy nuôi dạy ba trẻ nên người. Hiểu ra mọi chuyện, ai nấy cũng đến ôm hôn lấy ba đứa con Thư mừng khôn xiết. Công nhận tụi nhỏ giống thằng Huấn thật đấy, nhất là cậu con trai giống như đổ khuôn. Giờ nghĩ lại, ai nấy cũng thương cho Thư. Lấy chồng chưa được bao lâu thì chồng mất rồi lại âm thầm đi thụ tinh nhân tạo, để rồi chịu tiếng oan ức như thế này. Nhưng thôi, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ rồi. Giờ mẹ con Thư được nhà chồng đón về và chăm sóc. Ai nấy cũng yêu quý ba đứa con của Huấn lắm. Huấn ra đi nhưng anh vẫn tặng mọi người ở lại những món quà giá trị như thế này đấy. Vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn, một câu chuyện đầy cảm xúc của một người vợ đã hy sinh, chịu nhục nhã để lo nuôi ba đứa con trẻ nhỏ của mình. Vì chồng mới mất mà cô đã sinh ba đứa nhỏ liên tục, một cặp sinh đôi và một đứa con trai. Và điều đặc biệt là giống chồng qua đời như đúc, nhưng mọi người thì cứ nghi ngờ này nọ. Và rốt cuộc sự thật đã được là đính chính và phơi bày. Và cũng chúc cho cô mạnh khỏe để là chăm sóc cho ba đứa con thân yêu của mình. Và khi nhà chồng đã hiểu ra sự thật thì đã đón cô, đón cháu về chăm lo. Đây là một cái hậu rất là tốt. Và tôi cũng mong quý vị các bạn lắng nghe và chia sẻ về câu chuyện này. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.